tiêm phòng à? Đi xem phòng á? Xong việc một ngày nào về hết á nhé. Đi ngồi chơi. Cần nắng nhé. Cần nắng ấm nhé. Thôi quá chị mất ngủ. Chị ngủ thức mấy lần hơn ngủ. Tính cái gì đâu đấy. Tính tăng rồi. Đi tàu bay xin này. Đi đâu ấy? Đi đâu ấy? Đi. Xem phòng à? Đi xem phòng á? Xem phòng nhà mới như nào ấy? Xem phòng á? Ai vào phòng xinh luôn. Thôi bố đấy. À, xem hết một lượt đi. Tủ quần áo kìa. Có thích nhà mới không? Ngồi lên đây. Cửa sổ sáng trưng luôn, phòng mình thoáng đi. Có thích cái ga giường mới không? Thêm tủ à? Tủ mới, trời, thật tủ mới không? Không nhảy đâu. Ai lại đu dình xem cửa sổ như nào. Đây ngắm cảnh. Ai đi ra từ con mở tủ còn đâu có gì đâu. Sang đây này đi. Đây sang đây này đi. Mở rồi còn đâu còn gì đâu. Trời ơi, thích nhà mới quá. Bi thích phòng này à? Thích phòng này á? Thôi xuống đây đi phòng khác không? Đi phòng khác không đi? Đi đi phòng khác không? Bi đi phòng khác không? Vẫn đu rồi. Chưa đã hả? Mở tìm ra cho tháng đi. Không mời quá. Mở mà em đi không? Đây, đây nè. Chị nói đi ngủ. Chị nói ngủ chưa đi ăn chưa ngủ chưa đi. Để đi phòng khác không? Phòng khác không? Ừ. Đi phòng mới không? Đi phòng khác không? Đấy. Đi phòng mới á? Đi tắt à? Ê.
ra tiếp ha. Nào em không Min? Em không? Thích nhỉ? Biết thích nhà mới không? Thích nhà mới á. Anh kiểm tra bàn làm việc à? Ui máy tính á. Đừng nghịch máy tính đi ạ. Sao đây này, sao đây ngồi. Đừng nghịch. Không kiểm tra bàn làm việc nữa hả lại? Lại xin chăn à? Vi muốn ngủ đây á. Thì nhảy đi Vi. Nhảy lên chăn đi. Thử đứng chắc không à? Sabi kiểm tra xong chưa? Kiểm tra xong chưa? Để đóng. Chưa. Kiểm tra xong chưa? Đấy. À, ta lấy trên tủ xong đấy. Trên tủ là gì ấy? Đây là đồ ăn. Ai chả mở luôn à? Đấy, mở giúp cho. Đồ ăn mà. Đồ ăn chưa chín đâu. Đi tìm gì đây này à. Để đóng thủ lại nhé. Đấy, để đóng thủ. Xin đồ tao củ luôn mà. Có gì đây? Đi phòng khác à? Thank you.
nhún này, nhún đi, nhảy 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 ra này. Nhảy. À, sao mày lấy xem á? Ừ, bên này để đồ đúng không? Cả đồ trống thì chị để. Đồ gì thì để bên này. Rộng nhỉ? Đi nhỉ? Ra ngoài nhé, ra ngoài. Ui, ngoài này chưa? Ừ, ngoài này rộng mát nhỉ. Đẹp chưa? Đây là tối lên đây ngắm trăng thì tuyệt vời nhỉ? Đi nhỉ? Ừ, có cái cây gì lạ chưa? Bưởi. Cái gì màu đỏ ấy? Quả màu đỏ. Nhìn thích không đi? Rộng nhờ. Rộng anh mong luôn. Quả bưởi. Cái quả thì màu đỏ lắm. Nhìn lại. Nhìn lại. Kéo ra xin. Lúc nào ngồi đây xem cảnh xung quanh này. Nhìn nhiều cây chưa? Nhiều cây chưa, baby? À, đi muốn tự đi à? Giờ phân chơi á. Tự đi dạo á. Đi được đi nhé. Có nhiều cái cho đi chơi. Giờ mình ăn trưa mình đi ngủ nhé. Chiều ba về đấy. Các ba tầm chiều các ba xong việc rồi ba về với Vi ấy. Chiều ba về rồi. Bây giờ mình đi ngủ ăn rồi ngủ trưa nhé. Từ nghỉ về đây. Đến, đến, đến nhé.